Nước này bà. Cảm ơn nha. Ủa, có giật được đây nữa hả? Ủa. Đây này, đây này, đây này. Trời ơi, cái gì vậy? Cái anh, gì vậy? Anh bế gì vậy? Mãi xong ơi. Trời ơi. Anh mua chi? Mua cho em chứ mua chi? Mua cho em nữa hả? Ờ. Trời đất ơi, hôm bữa mới mua cái tivi, giờ anh còn mua cái máy xông hơi chi nữa. Ôi trời ơi, có gì đâu. Ngồi ngồi, ngồi đi. Cái này tốt cho sức khỏe lắm ấy nha. Em biết rồi, mà em đâu có cần đâu. Trời ơi, không cần. Thôi, anh nói đúng, nó tốt cho sức khỏe lắm nè. Dạo này tôi thấy bà bán buôn sao mà mặt mày là nó hơi xuống sắc rồi đó. Trời ơi, anh mua cái này là hợp lý lắm luôn á anh Tuấn. Đúng rồi. Trời ơi, làm cho nhan sắc nó tươi lên. Trời ơi. Nói nha, bữa nào cho qua xài ké nha. Thiệt tình luôn á, nhưng mà tôi thấy là không có cần thiết. Tại vì nếu mà xong hơi thì tôi mua mấy cái đồ xong nó lá xong á, về cái nấu nồi nước lên, cái chùm mền lên thì vô xong được rồi. Mua cái này chi tốn tiền. Trời ơi, cái đó là bệnh. Cái đó bệnh người ta mới xong cho hết cảm. Còn cái này máy của người ta là người ta có rất là nhiều cái chức năng khoa học ở trong, hiểu không? Em xong nè, để không? Thứ nhất là da mặt mình đẹp nè ha, tốt cho sức khỏe nè, tốt cho cái hệ hô hấp của mình nữa. Ôi, em biết là nó tốt nhưng mà em thấy là không cần thiết. Tại vì á hả, ở đây nè, cây cối cũng nhiều rồi, không khí nó cũng tốt, đâu có cần nhất thiết là phải mua cái máy đó. Trời. Anh để tiền đó anh tiết kiệm đi cho tương lai sau này của mình nữa. Tiết kiệm cái gì bây giờ? Tại vì cái máy này nè, anh có quen người ta bán rẻ, hiểu không? Cho nên anh thấy vậy cho nên mua làm quà cho em luôn. Ví dụ mà em với lại má xài cùng lúc luôn có sao đâu. Em biết á, là anh muốn tốt cho em, muốn tốt cho má, nhưng mà anh làm cũng có được nhiêu tiền đâu. Hôm bữa mới mua cái tivi, giờ mua cái máy này nữa. Trời ơi, tôi mệt hai người quá à. Ông tặng quà thì bây giờ bà nhận đi. Đúng không? Cho người ta vui. Cái gì đâu mà ông đã mua về rồi mà cứ ngồi cứ nói là tiết kiệm, rồi nào là em làm cái này, em làm cái kia cũng được, nghe mệt không? Tôi nghe tôi đau đầu luôn á. Nè, bây giờ anh hỏi em nè, tiết kiệm để làm gì? Đúng không? Thì bây giờ mình có thì mình cứ việc xài. Mình chăm sóc bản thân mình tốt cho mình thôi chứ làm gì? Tiết kiệm cho tương lai sau này của hai đứa mình chứ làm gì, anh hỏi vậy cũng không. Thì chừng nào tới tương lai thì mình tính. Trời ơi, sao mà tới tương lai mà tính được? Bây giờ mình phải tính trước để tương lai của mình có cái cuộc sống tốt hơn. Nói nghe nè, sao mà tôi thấy lo hơi xa á nha. Bây giờ thì cuộc sống này đây mình đâu có hay được chuyện gì xảy ra. Bây giờ tôi thí dụ nha, lỡ như mà mai mốt hai người chia tay thì sao? Thôi cái bà này. Trời đất ơi. Ta đang yêu nhau, đang quen nhau, sắp cưới rồi kêu chia tay bà du di. Trời ơi, hai vợ chồng y hệt nhau à. Hở ra cái là tiêu cực, hở ra cái là chia tay. Nha, hai người cũng quá à. Tôi là tôi thí dụ, chứ tôi có nói thiệt là hai người chia tay đâu. Bớt thí dụ mấy cái chuyện đó giùm cái. Nghe tôi nói hết. Bây giờ nè, tôi thí dụ, giả sử như hai người chia tay thì bây giờ bà cũng được nè, đó, được cái máy xong. Thấy không? Thấy không? Mình được máy xong. Rồi. Ủa mà từ từ đã. Gì? Nếu như chia tay chắc anh Tấn đâu có đòi lại cái máy xong đâu hả? Trời ơi, nghĩ tôi là con người hẹp hòi vậy đó hả? Ủa đâu biết. Không có cái chuyện đòi lại mà cũng không có cái chuyện chia tay nữa. Nhưng mà ý á, của tôi á, tôi không phải là tôi tiếc của hay là tôi tiết kiệm cái gì. Như tại vì hồi xưa tôi học tài chính nên là tôi cũng biết á là mình phải tiết kiệm sao, mình phải chi tiêu sao cho nó hợp lý. Rồi hả, mình cũng có một cái khoản tiết kiệm để sau này ví dụ như lỡ có cái chuyện gì mình còn lấy cái tiền đó ra. Thôi, được rồi. Sao mà nói gì mà nói quá trời nói luôn vậy trời. Tôi nghe tôi cũng hơi xoắn não rồi đó. Trời ơi, tính hơi nhiều. Trời. Bớt tính lại cho thoải mái đầu óc đi nè. Đúng không? Ủa tôi nói đúng không? Sao ông nhìn tôi dữ vậy? Tôi đang ủng hộ ông đó. Thì đúng. Nhưng mà ông có chịu nghe không nè? Mà ngồi đắn đo hoài. Tiết kiệm chi tiết kiệm hoài. Đúng rồi. Trời ơi, lo ăn cơm đi chứ em cắm đầu vô đó. Không biết mình ăn gì luôn. Hồi cắn nguyên hộp sạn kể răng với bà cũng giờ. Trời đẹp quá à, chồng. Trời ơi. Gì vậy? Em đang coi hình mấy cái chỗ mà danh lam thắng cảnh nè. Sao? Quá trời đẹp luôn quá. Chồng. Hả? Em nói gì nè. Hay là sang năm á, hai vợ chồng mình đi qua đó chơi đi. Đi du lịch. Thôi ta nói, em vẫn ao ước, em vẫn ước mơ mà được chụp ở trên cái nhà cao, mà cái nhà đôi cao cao á chồng. Ủa, nó đẹp lắm luôn á. Nhà đôi cao cao ở đâu? Ở Malaysia gì đó, em thấy trong này nè. Trời Út ơi. Mới năm ngoái vợ chồng mình đi Thái Lan rồi chưa đã sao còn đầu đi đâu nữa. Nè, anh nói em nè, thí dụ muốn đi á, bây giờ là coi đợi hết dịch đi,
xong rồi vợ chồng con cái mình nó đi Phú Quốc chơi. Anh nói thiệt em, bây giờ mà Phú Quốc mình mà ra mình chơi một cái trời ơi, cỡ Thái Lan hay Singapore hay là Malaysia vậy không bao giờ mà đẹp bằng, anh nói cho dữ luôn á. Trời ơi, nhưng mà Thái Lan là mình cũng đi rồi ha. Rồi còn Phú Quốc á là hồi xưa hồi em còn chút xíu này nè, là tía má lại dắt em đi rồi. Thôi bây giờ nếu như mà đi á, mình đi Malaysia đi nha. Em thích lắm luôn á chồng. Cái lúc đó là em đi nhỏ xíu, sao em biết được giờ nó đẹp cỡ nào đâu. Mà bây giờ anh nói em nè, vất vả vừa rồi, phải không? Anh làm không có tiền, anh đâu có làm gì đâu, đâu làm được gì. Còn em có hát được gì không? Mình mà không có tiền để dành á, chắc giờ này nguyên gia đình này á, chắc gian mài hết luôn rồi đó. Trời ơi, chồng nó quá à, thì bây giờ là cơm ăn cũng đầy đủ rồi thấy không? Mấy món, 4-5 món luôn. Nhưng mà mệt chồng quá à, mình làm xong rồi mình phải biết hưởng thụ, đúng không? Chứ chồng làm cái gì mà chồng cũng lúc nào cũng tiết kiệm hết. Chán muốn chết à. Hưởng thụ là cái đó là ai không biết. Nhưng mà anh nói em mình phải liệu cơm gấp mắm. Chứ đâu phải chờ làm được là ăn hết đâu. Ăn hết, ví dụ như em ăn hết đi, tiền bạc không có để mình lo cho gia đình, rồi con mình còn ăn học nữa. Bây giờ tụi nó học online ở nhà, mình cũng phải lo cho tụi nó chứ trời. Trời thiệt á, tôi nói chuyện với chồng tôi riết mà tôi mệt luôn á. Bây giờ là em không biết là trong nhà này là anh chồng hay em chồng. Mà sao có tính gì đâu mà tính toán tiết kiệm còn hơn đàn bà luôn á. Em mới là bậy á. Anh, ý em nói anh là kẹo kéo gì đúng không? Anh kẹo kéo, anh chùm sò vậy là gì? Cái này là anh lo xa, chứ không phải là anh mà kẹo với vợ con mình đâu. Trời đất ơi. Đây nè, em thấy không? Em đổi gì cũng có hết trơn á. Đúng không? Em đi hát về tiền cũng đâu có nhiêu đâu. Em đổi may quần áo gì đó thì nó, anh có bây giờ nó anh cản đâu. Thì nói chung là cái đó là công việc của em. Em đi hát hay gì nó em cần phải có những cái bộ trang phục riêng để mình thay đổi, anh có bây giờ anh nói gì. Rồi anh còn phải cho thêm tiền em đi mua nữa. Ủa, em nói nè. Anh không bao giờ anh từ chối em gì hết. Vậy sao bây giờ em nói đi chơi, đi du lịch là mình đi giống như mình đi nghỉ dưỡng, đúng không? Mình làm bao nhiêu lâu rồi mình đi hưởng thụ thôi, mà anh cứ nãy giờ anh cứ nói em hoài vậy. À, em coi thử anh bây giờ đi du lịch là thí dụ hai chồng mình với hai đứa nhỏ tầm nhiêu tiền coi đi. Thì em tính hết rồi, cũng đâu có nhiêu đâu. À, nếu như mà mình đi hết là tầm khoảng có hơn 20 triệu à. Bao nhiêu? Thì hơn 20 triệu. 20 triệu mà nói rẻ hả? Trời đất ơi trời, nghĩ sao vậy trời? Thì mình cứ đi chơi đi, rồi là mình chơi hết tiền rồi xong rồi mình về mình lại đi làm, chứ có gì đâu. Em ơi, em phải suy nghĩ một điều là bây giờ dịch chưa hết, đúng không? Công chuyện làm mình mới làm lại được đây thôi à. Rồi bây giờ mình phải đề phòng, thí dụ như mình dịch nó quay trở lại rồi lấy gì ăn hả? Đây. Còn cái này nữa nè, cái này anh không phải là anh lo cho bản thân anh đâu, anh lo cho vợ con mình nè, rồi anh còn lo cho tía má em nữa nè. Ví dụ lỡ như tía má em mà bị đụng xe hay gì đó, rồi vô bệnh viện lấy tiền đó mà lo. Ê, này, rồi không này, thôi em bị bệnh em chết. Nè, anh, em nói cái chuyện đi du lịch thôi, thì mình bàn trong cái chuyện đi du lịch thôi, anh không thích thì thôi. Chứ tự dưng rồi bây giờ rồi anh lại lôi tía má em vô, rồi anh trù với tía má bị bệnh này kia nữa hả? Không anh phải. Anh kỳ quá hả? Em mét tía má nha. Thôi, mét cái gì mà mét. Anh nói đây là anh lo cho, trời ơi thiệt, tôi giải thích sao trời. Anh nói đây là anh lo cho em với con. Mình phải để dành tiền trong nhà, mình phải liệu cơm gấp mắm. Chứ không phải là lúc nào mình cũng bung ra mình xài thì bây giờ lỡ có chuyện gì lấy tiền đâu mà mình lo. Sao mà tôi thấy chồng tôi khó khăn quá à. Bây giờ em kể anh nghe nha, thằng Tấn đó, nó vừa mua cho con Hạnh cái tivi, đúng không? Nó đã gắn cái tivi ở trong quán rồi, là bây giờ nó mua thêm cho con Hạnh nữa, là vừa làm vừa nấu ăn trong bếp, rồi vừa coi. Nó gắn trong nhà phòng nào cũng có tivi hết, đúng không? Muốn tivi ở phòng khách là có ở phòng khách, muốn ở phòng bếp là có ở phòng bếp, muốn ở mua trong nhà tắm không? Nó gắn trong nhà tắm mà nó ôm nguyên cái nhà tắm, nó ngủ trong đó, nó coi đá banh luôn. Cái gì không phải thì ý em đó, anh thấy không? Nên ông Tấn á, ổng rất là có cái sự hưởng thụ cuộc sống. Khi mà ổng làm ra tiền rồi, ổng cũng cho con Hạnh đó. Thấy không? Rồi chưa kể nữa, hôm bữa vợ chồng con Lan bạn em á, nó đi xin, trời ơi em nói anh, nó chụp hình, nó up hình, trời quá đất luôn. Em coi hình mà em thèm chảy nước miếng luôn á, em thả tim mỏi tay luôn á. Đúng rồi đó. Nhờ vậy mà giờ này nó ra nó cầm hết miếng đất rồi đó em. Nó ra cầm hết miếng đất rồi đó. Còn thằng Quỷ thằng Tấn nó mua cái tivi gì đó, vừa rồi dịch là mới chạy qua mượn tiền anh nè. Đó, mới cho mượn tiền anh, còn nói rõ ràng là anh cho nó mượn tiền, nhớ chưa? Thì lúc nào người ta chẳng mượn anh, lâu lâu người ta kẹt xíu người ta mượn thôi. Rồi bây giờ nếu mà không để dành là tiền đâu mà cho người ta mượn.
Em nghĩ là coi anh làm vậy là vì ai? Thôi được rồi, thì bây giờ anh không cho em đi du lịch thì thôi, không nói chuyện nữa. Bây giờ ăn cơm đi, mệt quá, nói chuyện với anh chán chết đi được. Thôi, đừng giận. Gì vậy? Thôi bây giờ như nè, để xíu nữa ăn cơm xong cái anh coi lại trong tài khoản, nếu mà thấy có khá khá chút xíu kia, em muốn đi bàn lại không? Ừ. Rồi, coi trong tài khoản, nếu mà thấy ổn mà có dư dư chút đỉnh á, khi qua năm, hai chồng mình dẫn hai đứa con đi, được chưa? Trời ơi, chồng, thiệt luôn á. Nói sớm thì vợ chồng có phải vui vẻ với nhau không? Biết rồi. Tôi thương chồng tươi quá. Thôi ăn cơm nè, không có giận, không có dầm măng xanh chén ở đây hết. Em làm vậy là không có vui gia đình. Ai? Mà thật sự là anh vì cái gia đình này thôi, em hiểu không? Thôi em hiểu, thì bây giờ mình đi chơi xong đi, rồi mình đi làm tiếp, kiếm tiền tiếp. Rồi. Rồi đi tiếp. Bây giờ là hai vợ chồng mình nhất quyết, kiểm tra tài khoản xong, đi du lịch, mọi chuyện tính sau. Yêu chồng. Anh Tấn ơi. Anh Tấn. Nghe nè. Dạ. Em có việc xíu anh Tấn ơi. Rồi rồi rồi, đợi chú ra liền nè. Gì vậy? Anh, em nói nghe nè, sửa giùm em cái điện thoại đi. Lúc nãy em tải mấy cái app mà chỉnh hình á, xong á nó bị tụt nguồn luôn rồi. Rồi rồi biết rồi. Nè 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 nè, nhìn gì? nhìn giùm anh cái này cái coi. Nhìn gì? Góp ý coi, thấy bộ đồ anh đang mặc sao? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Thấy lạ quá ha. Ờ, bữa nay nhìn kỹ nè, nhìn cái phong cách này là lạ. Mà nói không phải khen chứ thiệt, cái dáng của anh Tấn á nhìn cân đối, nó mặc đồ nào cũng đẹp. Em thấy bộ này đẹp. Đúng rồi. Anh định lựa mấy cái kiểu mà quần tây đồ này nọ, sơ mi đồ á. Nhưng mà anh thấy nó hơi dướng díu. Tại vì anh định mua mấy bộ đồ thể thao nè, đi du lịch lên núi á. Bữa nay Tết này anh định dẫn Hạnh đi Sapa chơi. Trời ơi, đi Sapa chơi hả? Ừ. Đẹp lắm nha, thơ mộng lắm, lãng mạn lắm. Nhiều cảnh đẹp mà ở trển là có dân tộc người Mông á. Trời ơi, hấp dẫn lắm, nhiều lễ hội đồ này nọ trên trển lắm. Ủa bộ anh đi Sapa rồi hay sao mà anh biết nhiều quá vậy? Đâu bây giờ mới đi. Anh không mẹ. À vậy hả? Tôi thấy hấp dẫn quá. Trời ơi, đẹp nghe... hơn Đà Lạt nha. Vậy hả? Nghe anh kể em cũng thích quá nè. Trời ơi, em chưa được đi Sapa lần nào hết. Trời ơi, nếu như mà em được đi, trời ơi, được chụp hình đã quá ha. Thì đi đi đi, kêu được dẫn em đi đi. Tầm có 10 triệu chứ nhiều. Trời, 10 triệu á hả? Ừ. Thôi, nói chung là ông chồng em thì anh biết tính ổng rồi. 10 triệu á, em nói chắc ổng la làng luôn á. Trời ơi, mình làm quần quật cả năm rồi, tích góp để dành lại rồi mình làm gì? Với lại năm nào cũng ăn Tết chứ quê hết. Ăn Tết ở nhà hoài à, chán. Bây giờ ha, là anh coi trên mạng là lúc nào người ta cũng check in ăn Tết ở một điểm du lịch này, một điểm du lịch kia. Thôi, cho nên là năm nay nè, anh quyết định anh với Hạnh là lên Sapa ăn Tết. Trời ơi, nghe thích quá à. Thiệt nó không phải chứ Hạnh. Hạnh thấy đã ghê luôn quá, sướng quá trời sướng. Mà em thấy anh á, tính hay quá à. Chứ không như ông chồng em. Ông chồng em lúc nào cũng phải lúc tiết kiệm. Trời ơi, em nghe mà em mệt luôn á. Trời, tiết kiệm thì đúng rồi. Nhưng mà tiết kiệm nè, bây giờ anh hỏi em đây. Mỗi ngày em tiết kiệm nhiêu đó tiền? Rồi cuối năm em làm gì? Em cứ sống tiết kiệm hoài. Mình thì cuối năm mà mình phải ăn chơi, mình phải xỏa cho nó đã mình chứ. Em thấy hợp lý. Bây giờ em ví dụ anh nghe nha. Cái gì cũng tiết kiệm. Mình làm mệt thì mình phải hưởng thụ, đúng không? Mình phải đi bung xỏa thì mình mới có sức khỏe, rồi mình mới có cái niềm vui để mình làm nữa, đúng không? Chứ còn em nói bây giờ ai cũng tiết kiệm hết. Xong tới hồi đi vô khám bác sĩ ha. Xong bác sĩ kêu thôi bây giờ đặc biệt là mấy người lớn tuổi, bây giờ cái gì cũng tiết kiệm không dám tiêu xài. Xong tới hồi đi vô đi khám bệnh bác sĩ kêu thôi bây giờ về cứ muốn ăn cái gì thì ăn, rồi muốn đi đâu đó thì đi. Đó thấy không? Lúc rồi đó xong, là trễ rồi. Bởi trời ơi, muộn màng rồi. Ta nói bởi lúc đó đâu có còn niềm vui hay là hứng thú gì để mà ăn, để mà đi đâu. Thì đó, như vậy là quá hợp lý rồi. Bây giờ lúc trẻ mình phải tranh thủ mình đi. Đúng. Tới lúc mình già, mình bệnh rồi mình muốn đi cũng khó khăn nữa. Đúng vậy. Nên em nói tối nay em phải về nhà làm việc lại tư tưởng ông đực nhà em nha. Không phải tiết kiệm kiểu đó, đúng không? Xuân này lại đến khác với xuân xưa. Thế sao tiền vẫn không thấy gì? Trời ơi là trời, Tết hoài thiệt. Lâu lâu Tết, thí dụ 3-4 năm Tết lần đi. Tết gì mà dí thiệt. Tôi nói năm nào thiệt, nghe nói Tết là sẽ hoài rồi. Chồng ơi. Anh nè.
Trời ơi, em mua đồ về rồi nè. Trời ơi, mua gì nhiều vậy? Trời ơi, hôm nay em mua được nhiều lắm luôn á chồng. Để em nói nghe, nói nghe. Mua gì? Ôi, em mua nhiều lắm nha. Hôm nay là em mua cái chảo chống dính để Tết này mà mình xài nha. Rồi xong rồi em mua cái đồ mà để mình thay cái hộp mứt cũ đi. Rồi mình có cái hộp mứt mới nhìn cho cái nhà nó sáng sủa lên xíu. Với lại chồng biết sao không? Trời ơi, bữa nay cái siêu thị ở trên huyện nó đang giảm giá. Trời ơi, khuyến mãi nữa chứ. Trời ơi, em vừa mua được đồ giảm giá này rồi vừa khuyến mãi. Như em mua chảo chống dính đó, nó tặng cho nó là cái bình nước rửa chén ha. Rồi em mua cái mà cái hộp mứt đó thì nó tặng cho cái gì cái này người ta. Chai lăn nách hả? Đúng rồi, chai lăn nách. Nách anh đâu bị hôi, em lấy cho đó chị. Biết rồi, nhưng mà thôi kệ, người ta khuyến mãi mình cứ mua hả? Trời ơi là trời, thì cái khổ ghê á. Gì nữa? Tiền bạc chắc cũng là tiền đó, tiền giống như giấy ở ngoài đường hay sao vậy? Tự nhiên mua cái gì, mấy cái này là ở nhà có hết rồi, em mua về nhà làm gì? Thì mua để dành. Trời, khi nào mình cái cũ nó hư thì mình lấy cái mới rồi mình xài, cái đó nó đâu có sao. Ba cái đồ thí dụ đựng mất á, em xài chỉ bình thường. Còn mấy đồ điện anh nói em để dành nha. Nó hư là nó hư đó nha, chứ không phải giỡn đâu. Trời, anh sao, làm sao mà hư được. Em thấy bạn bè nó xài cũng nhiều lắm rồi em mới mua chứ bộ. Nhưng mà thôi mệt quá. Em trong khi đó là em mua đồ khuyến mãi, đúng không? Rồi nó còn có tặng quà nữa chứ có phải là em mua khơi hay là đồ mắc tiền đó mà chồng. Nhưng mà anh nói ở đây là nó phí. Nó phí ở cái chỗ là gì? Rồi, sống là phải biết tiết kiệm. Chồng tính nói vậy đúng không? Tôi tiết kiệm là tiết kiệm cho ai? Tiết kiệm cho gia đình. Trời ơi, chồng tiết kiệm là cho gia đình, cho vợ, cho con, cho ông, cho bà. Trời ơi, em mệt quá à. Nhưng mà bây giờ nè em ơi, em phải biết cái vấn đề là thí dụ như em mua mấy cái gì mới. Thí dụ giờ em mua nè, những cái mà anh cần mua nè. Thí dụ như là gì quần áo cho em nè, thấy không? Dài dép cho em nè, rồi đồ đạc cho con sắm sửa tới. Anh đâu cần đâu, anh mặc cái gì cũng được hết trơn á. Rồi đây, em cũng nói luôn. Bây giờ em sắm đồ là em sắm đồ cho gia đình, chứ em đâu có sắm gì cho riêng em. Nè, anh thấy không? Em đâu có đi shopping, rồi em đâu có đi là mua mấy cái son phấn hay là quần này áo nọ. Em cũng đâu có cần, nhưng mà mấy cái đó em sắm là em sắm cho cả nhà. Trời ơi, nếu mà em chui vô mấy chỗ đó nữa, em sắm nữa sao chắc thì ra có nước tôi trốn về quê tôi sẽ lấy luôn. Trời ơi, sống là phải biết tiết kiệm, đó là châm ngôn của chồng. Thôi, tôi muốn mua sắm gì mua đi, mệt quá thì. Biết mà. Ê, chồng, em nói nghe nè. Hay Tết này á, hai vợ chồng mình đi xin chơi đi. Mình đi du lịch bên xin nha. Gì vậy? Trời ơi, cái gì? Tại vì hết muốn uống. Trời, nữa. Tại sao ở nước mình có nhiều cái chỗ đẹp mình không chịu đi? Đó, thí dụ như là đi Phú Quốc, hay là đi Vũng Tàu, hay đi Nha Trang, hay là Đà Lạt này nọ chơi. Trời đất ơi, cái gì mà đi nước ngoài Tết, đón Tết làm sao mà vui bằng ở nước mình được. Đây nè, hay là vậy nè, lâu rồi mình không về mình thăm ba má hay tía má. Ông bà thí dụ về bên tía má nè. Đó, em đậu về tía má là anh có nói gì không? Về bên đó một chút Tết, tía má cho vui, rồi gặp bà con này nọ. Em thấy không, đây nè, nhà của dân. Thấy không, Tết nào nó cũng chạy về với Cần Thơ. Nó thăm tía má nó ở đó, nó chơi từ mùng 3 nó về đây. Nó về đây bắt đầu anh em gặp nhau, trời ơi vui rồi. Kinh tế, trời ơi, sống là phải biết tiết kiệm. Đi du lịch nó tốn tiền lắm. Ý chồng tôi là vậy phải không? Trời ơi, chứ bây giờ anh nói em nè, em nghĩ coi, tiền mình làm ra, mình đâu có giống như người ta đâu, mình chưa có dư giả nhiều. Em đi du lịch để làm cái gì? Singapore hả? Đâu phải rẻ đâu, đúng không? Trời ơi chồng, nhưng mà mình đi du lịch là để cho mình giải trí, mình thấy nhiều cảnh đẹp là tâm hồn mình nó cũng thư thả, là mình về mình sống, mình sẽ cảm thấy là nó tươi mới hơn, đúng không? Anh hứa danh dự với em luôn, nếu mà nói về cảnh đẹp á, em chưa đi hết được ở Việt Nam đâu, còn đi nước ngoài chi. Trời ơi, mắc công người ta hỏi, ủa anh đi Tây Bắc chưa? Ủa em đi Tây Bắc chưa? Chưa, không biết. Rồi ăn nói sao với người ta? Vậy tới này đi Tây Bắc nha. Tây Bắc để tôi cần đi, vẫn còn đang dịch mà. Đó, thấy không, tôi nói cái gì rồi cũng từ từ, tôi mệt quá à. Bây giờ em nói nè, Tết thì năm nào mà chẳng về tía má. Rảnh là chạy về, hay là nhà có chuyện gì dỗ quẩy mình cũng chạy về rồi. Thì bây giờ Tết á, mình dành thời gian cho vợ chồng mình đi. Sao? Rồi bây giờ là muốn đi du lịch đúng không? Dạ. Rồi, năm nay ngoài đi xin, tôi cho bán nguyên căn nhà luôn. Đi Mỹ, đi Pháp, đi Canada, đi qua bên châu Phi cưỡi voi, được chưa?
Trời ơi chồng, em yêu chồng. Con thấy nó rồi. Con thấy nó rồi. Con à, về đi con. Về đi. Sao chú không thấy? Cá ơi, cá coi. Cá coi à. Đây, về với chủ mình đi. Sao? Con nói sao? Về đi con. Về, về, về. Thấy được con cá coi của chú rồi. Nó đâu? Con kêu nó quá chừng luôn. Con kêu nó gì bơi về ao của chú đi. Nó đâu? Nó không chịu chú à. Sao vậy? Chú thấy nó không? Không. Chú làm sao thấy được? Bởi vì con mới thấy được thôi. Bởi vì con có con mắt thứ ba. Con có thể nhìn thấy được những cái điều mà người thường không thấy được. Trời, con trở thành Dương Tiễn rồi hả? Trời ơi, Dương Tiễn rồi. Ông lớn rồi chứ. Trong chuyện thôi, còn con chỉ là một người thường. Nhưng con có làm một cái phép gọi là khai nhãn. Là con có thể sử dụng cái phép đó để nhìn thấy những cái điều mà người thường không có thấy được đâu, chỉ con thấy thôi. Con mới thấy con cá chú. Rồi bây giờ nó con, sao? Con mới gặp nó, con nói là đi về chủ đi. Nó không chịu. Và nó lặng lặng, nó bơi ra ngoài sông Cái luôn rồi. Giờ nó đang bơi ra ngoài Thái Bình Dương luôn rồi đó. Trời ơi trời, không ngờ. Biết tại sao mà tụi giục nó không? Sao? Thấy nó dơ. Đem xuống cái sông, cái ao nè, nó rửa cho nó thuộc tay. Mà không ngờ bây giờ nó ra biển hả? Thì phải chịu thôi. Cái đó là số phận, nó đi theo tiếng gọi của tình yêu, chú hiểu không? Mặc dù nó thương chú lắm, lúc mà nó quay lại, nó ngoái lại nhìn con, nó chảy nước mắt mà. Nó chảy nước mắt mình, nhưng mà nó vẫn phải bơi đi. Nó phải bơi ra ngoài sông Cái để làm gì? Nó là con đực. Nó phải bơi ra ngoài sông Cái để nó tìm con cái. Nó tìm con cái xong rồi nó bơi ra biển. Bắt đầu là tụi nó sẽ xây dựng một gia đình. Nó sẽ cưới vợ. Rồi xong rồi gia đình nó sẽ đẻ con. Khi mà gia đình nó sum vầy hạnh phúc là bắt đầu nó sẽ bơi về bên ao của chú. Nó sống trong ao của chú hạnh phúc. Lúc đó chú hả, ở trong ao toàn là cá coi không. Bắt cá coi bán, bắt cá coi bán thôi. Trời ơi không ngờ ha. Không ngờ gia đình nó sẽ phát triển. Đúng rồi. Rồi nó sẽ bơi về cái ao. Nó sẽ bơi về. Tức là con... con đàn cháu đóng luôn. Một con cá coi thôi mà nó bơi ngoài biển. Nó gầy dựng sự nghiệp xong nó bơi về. Mấy trăm con cá coi ở ngay ao chú luôn. Vậy chú thả nữa. Ê, thả nữa hả? Ừ. Nhưng mà phải liều lượng thời gian nha. Tại vì cái nó đi á, là nó nhắn nhủ với con là khoảng 5 năm sau nó mới về á. 5 năm? Đúng rồi, gây dựng một gia đình cá coi mấy trăm con mà. Trời ơi, tao già rồi, mà đợi nó 5 năm mà không biết lúc đó tao còn không. Bị buồn hả? Thì giờ mình mua con khác gì mình thả vô đi. Chứ bây giờ con kia 5 năm rồi nó mới về. Mà thôi được rồi. Cái vụ 5 năm mà để sau đi, cái vụ cá coi để sau đi. Ừ. Cái vụ này quan trọng hơn nè. Vụ gì nữa chú? Ngọ. Con ngọ, con gái chú hả? Ừ. Vụ gì? Trời ơi, không biết nó làm sao, cái tuổi của nó cũng là lần thế tuổi cặp kê rồi. À. Mà nó cũng đẹp chứ đâu phải xấu gì đâu. À. Mà tại sao nó vẫn ế là sao? Cái này là chú so sánh. Con gái của chú giống như con cá còn biết đi tìm giống, còn con gái của chú không đi tìm giống hả? Thì bởi vậy. Trời ơi, chú sao sai quy luật quá vậy? Trời ơi, con gái của chú á, là em ngọ, là con gái, là con cái. Là con đực nó phải đi tìm, giống như là con cái vậy đó. Con cá là con đực nó phải đi tìm con cái. Còn con gái của chú là con cái mà bây giờ giống như là trâu với cọc vậy đó. Thì trâu nó phải đi tìm cọc, chứ khi nào mà cọc đi tìm trâu nó bị trái quy luật. Nhưng mà cái cọc nó không chịu tìm trâu. Mà bây giờ vậy? Buộc con trâu phải đi tìm cọc chứ tôi khỏi. Trời ơi, vậy là trái quy luật, không có được, không có thể nào được hết. Vậy thì phải làm sao? Làm sao ai biết làm sao bây giờ? Thì nó cũng giống như mày thôi. Mày cũng đẹp trai, mày cũng cao ráo, mà tại sao mày vẫn ế là sao? Chú nói vậy là không hiểu con rồi. Bởi vì sao? Tại vì con giờ này con chưa có vợ được á. Là tại vì con phải cứu nhân độ thế, con phải giúp nhiều người. Còn cái chuyện đó thì khi nào con muốn không được.
Ê, sao con ngỡ với mày học chung thầy hay sao mà nói y vậy đó. Nói là nó tại vì nó không phải nó ế mà tại vì nó chưa muốn có chồng thôi. Là sao? Giống như vậy. À, ai biết đâu thì thôi chuyện ở nhà chú. Bây giờ làm sao cho nó hết ấy? Bây giờ vậy. Chú muốn giúp em ngọ thoát ế đúng không? Ừ. Được rồi. Rồi có cháu ngoại ẩm đồng chứ để về hoài ta tốt. Con sẽ sử dụng một lần phép thuật của con nữa. Một ngày thường thường ta sử dụng một lần thôi. Nhiều lần nữa nó sẽ bị mệt người lắm. Ông Nghiệp, cũng nhân độ thế đó, là vậy đó. Không nghĩ tới mình. Yếu. Đó, nó yếu từ từ, nó không thể nào đều được luôn rồi. Phép nó yếu từ từ. Giờ hai lần nó yếu. Cái này mạnh à. Con đang nhìn thấy nhà chú rồi đó. Con đang vô nhà chú. Em ngọ trong nhà tắm hả? Vô trong nhà tắm. Trong nhà tắm. Em ngọ trong nhà tắm. Trời. Vô nhà chú thấy ngọ đang tắm. Chết con gái tôi rồi, trời ơi. Chú bình tĩnh lại, chú bình tĩnh lại. Thấy gái là tắm hả? Không, chú bình tĩnh lại. Con vô nhà chú, con tính tìm em ngọ. Nhưng tới ngay nhà tắm, con bị dội ra lại. Không phải, ý con là không phải thấy em ngọ trong nhà tắm. Mà con nhìn thấy được nguyên do đó là... Trời, như vậy là nhà tao có âm khí hả? Thì đó, con thấy cái đó con mới dội ra đó, con thấy được là... Cái phòng của em ngọ gần cái nhà tắm. Đó mới là chuyện. Con vừa mới tới đó, chưa kịp tới phòng của em ngọ, con đã bị dội ra rồi. Thiệt tình, nhà chú đúng em rồi. Ngọ bị như vậy là do vậy. Thôi con nói vậy được rồi. Đúng rồi. Tại vì mày biết cái phòng của con gái tao là ở kế nhà tắm. Thôi mày vô hàng ngày mà sao không biết được. Vô nhậu hàng ngày mà sao không biết. Thì... Là biết thông tin rồi đó. Thì biết là như vậy. Nhưng mà biết về cái địa lý thôi. Nhưng mà hồi nãy con khai nhãn, con nhìn thấy có cái gì đó trong đó. Thì mày nói làm khí chứ gì. Trời ơi, đừng có nói lớn quá. Con đang làm cái này, con ngại đụng chạm với người ta lắm. Ở trong làng này hả, không ai dám đụng chạm con đâu. Nói một tiếng thôi, chú sẽ xử lý ngay. Chú hiểu mà chú bắt con nói chi. Hồi nãy chú nói âm khí đó. Đụng chạm đây là đụng chạm tới người âm. Chú hiểu không? Người âm chắn lại cái duyên số của em ngọ. Nên chú hiểu vậy được rồi. Thôi chú về đi. Con cho chú biết vậy thôi. Nhưng mà làm sao cho con gái nó hết ế? Thì bây giờ con phải làm phép. Nhưng mà làm phép là phải là trả lương con hậu hỷ. Còn mày thôi chứ con không làm vậy được. Trời mất phép con hết. Thôi vậy chú về đi. Tốn tiền hả? Tốn tiền. Bây giờ chú thấy sao? Bây giờ muốn ế hay là muốn tiền? Mà nhiều không? Nhiều. Nhưng mà... Thôi vậy về chấp nhận số phận ế. Bây giờ sao? Nếu mà chịu ký hợp đồng. Tiền không? Tiền nhiều và con gái thoát ế. Bây giờ sao? Ừ. Bây giờ sao? Ừ đi ha. Phải vậy chứ. Ui cha, ui da da, ui cha cha cha, ui, ui, ua, ua, ua cha cha chu, u, u, ui quả cha, ua, ua, thắng rồi hả con? Chưa. Nó mạnh quá chú ơi. Nhưng mà nó không mạnh bằng con đâu. Ui. Ra 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 ôi ha ho ô chi cha ô a cha ha cho ôi bắt tôi được chưa con? Bắt tôi được chưa? Vậy là chưa hả? Nó mạnh quá rồi, con đã trọng thương rồi. Thôi nhưng mà gì thương yêu con ngọ con gái của chú, con sẽ chơi hết phép với nó luôn. Được không con? Tao được. Chơi khô máu với mày luôn. Thôi con. Mệt lắm rồi nha mày. Bây giờ bước ra chơi đây thôi. Bây giờ mày muốn sao? Huê ra châu quá. Ôi cơ. Có sao không con? Có sao không? Hả? Trời ơi. Sống được không? Ổn rồi. À. Mọi chuyện đã ổn rồi. Con đã dùng hết phép của mình. À. Để mà đuổi nó rồi chú à. Nó đang ở đâu?
Bây giờ chú yên tâm đi, con vô con thấy nó ở trong phòng của em ngọ. Rồi sao? Con dùng phép của con. Con đã đuổi nó khỏi ra khỏi phòng em ngọ rồi. Nó đi đâu? Bây giờ nó chạy vô phòng của chú. Vậy là tao ế hả? Không, không có đâu, không có ế đâu. Con đã nói rồi, con làm sao để chú ế được? Tại vì con biết cái nguồn gốc của con ma này là con ma nó chết vì ế nên nó ám người ta. Con đâu muốn vô chú ế, con đã đuổi nó ra khỏi phòng của chú luôn rồi. Giờ nó đi đâu? Nó vô phòng của em ngọ. Vậy này nó vẫn tiếp tục ế. Bắt đầu con mới dùng hết phép thuật của mình. Bây giờ là nó vô trong cái hồ lô này rồi. Nó đã bị thâu phục. Nè chú coi không? Tốt. Hả? Coi được không? Con ma ế nó nằm ở trong đây. Tao có thấy gì đâu à? Nó kêu đó không nghe hả? Nè. Ghê quá ha. Đó, con ma ế nó than khóc như vậy đó. Bởi vậy bây giờ chú hãy yên tâm đi, đã thâu phục được nó rồi, em ngọ sẽ không còn ế nữa. Ôi mừng quá. Nhưng mà bây giờ vậy. Sao? Bây giờ con ma ế của mình đã bắt được rồi. Bây giờ con đã phong ấn luôn cái phòng của em ngọ. Coi như là bùa là con để trong gối. Để dưới niệm, như là tất cả mọi nơi đều có bùa hết. Những con ma ế khác không thể nào mà xâm nhập được. Yên tâm đi. Nhưng còn cái tự nhiên tôi suy nghĩ nè. Suy nghĩ. Có dán trên nóc nhà chưa? Dán trên nóc nhà. Chú nhắc con mới nhớ. Một lát nữa con sẽ xưng phi lên nóc nhà. Con dán cái bùa đó là nó không thể nào vô được. Đó. Vấn đề mà phong ấn thôi. Cái vấn đề con đã bàn với chú kỹ là bây giờ vật chủ kìa. Là cái người bị nhập á. Là em ngọ vẫn còn chưa ổn mấy. Kế hoạch của con với chú bàn lát nữa em ngọ về mình sẽ thực hiện kế hoạch đó. Để mà đẩy con ma tất cả những cái gì đó ra khỏi em ngọ. Chú hiểu không? Tía vậy ơi mà. Tía ôi, con về rồi nè. Chú đi đâu vậy? Đứng đi. Rồi đó. Là sao? Đúng ngay vị trí này rồi. Mình đã bàn rồi. Vị trí địa lý này. Địa lý chú này. Mà bước ra khỏi cái vòng này là con ma sẽ nhập vô chú đó. Trời ghê vậy ông. Bây giờ là nó đang trong vật chủ. Chú yên tâm đi, theo kế hoạch mà làm nghe chưa? Tía ơi. Ủa tía, tía làm gì mà sao bữa nay con gọi không nghe tía nói gì vậy? Đứng ngay địa lý. Hả? Ủa địa lý gì? Vô đúng đội hình rồi. Làm. Hả? Cái gì vậy? Mẹ chết. Ôi. Lên 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 lên. Trời ơi. Lên cho. Mẹ. Ôi xem lên cho. Hê. Ủa. Thả cũng ra. Ủa là. Trời. Ôi trời. Ôi trời. Anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Anh làm không làm điên cái gì vậy? Anh làm không làm điên. Làm không làm điên cái gì vậy? Cái bùa này. Còn tía nữa. Hả? Trời ơi con mệt quá. Đau điên luôn á. Tía. Mà tía làm gì tía hùa theo người ta rồi giữ con lại rồi để cho ông quăng cái gì tùm lum tới lạ hết vậy? Thì bùa hả? Nè, lại đây nữa là chết tôi nha. Đừng có làm cái trò tào lao vậy nha. Mệt hả? Tía. Tía giải quyết cái người này sao cho con đi nha. Lát con ra mà con thấy nó là xong chuyện với con đó. Bực hả? Giải quyết sao? Sao tao rối quá vậy? Vậy là mình thành công rồi đó. Là sao? Thành công rồi. Vậy hả? Con ma đã xuất ra khỏi người em ngọ rồi đó. Mà như tao thấy nó vẫn còn hung dữ. Hung dữ đó là bản chất của em ngọ. Nhưng mà con nói chú nghe, cái gì mình mới vừa làm phép thôi làm sao nó hiển linh liền. Cái gì cũng phải từ từ. Dục tóc là bốc dục. Là mình phải từ từ. Bây giờ phép từ từ nó mới thấm vô người. Bắt đầu con ma ế nó mới thoát ra khỏi. Thì em ngọ mới đào qua được. Mà lúc nãy con làm phép á, làm phép trên người em ngọ. Con mở cái nhãn của con ra. Con nhìn thấy được con rể tương lai của chú luôn. Nó ra sao? Con rể tương lai của chú nha. Nó là một thằng con trai. Ủa? Thì không lẽ nó là con gái? Đó, trai chứ. Nó còn trinh nguyên luôn. Trời đất ơi. Còn trinh nguyên luôn. Bà ơi. Nó tài giỏi. Nó đeo một cặp mắt kiến. Và có một hàm râu rất là ấn tượng. Nó đâu? Nó ra sao? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tao đâu thấy ai đâu. Đâu? Cái gì? Cái gì chú nhìn con quá vậy? Con tả nãy giờ sao? Sao giống con quá vậy? Chú đừng có nói. Thiên cơ bất khả lộ. Ngọ ơi, em đồng ý lấy anh làm chồng nha. Trời ơi,
chết với tôi liền. Cái kiểu cầu hôn này là con gái chịu gì nổi. Ngày hôm nay qua cầu hôn em Ngọ là thoát kiếp ế. Qua cầu hôn thôi. Khoan, tao đang cầu hôn mày đây. Mày đứng đó. Ông mời vô đây. Cái gì nữa vậy chú? Mày trả lời cho tao. Tại sao mà mày dở ra cái trò mà mày coi soi móng tay để tìm đồ một cách tào lao vậy mày hả? Móng tay làm sao tao tìm được đồ hả? Thì em đã soi hết mình cho chú rồi. Mày soi gì? Mày soi cái kiểu đây nè. Mày nhìn đây nè. Mày soi ổng nè. Mày soi hay không? Râu ông này cắm cà mà kia. Đây. Bây giờ tao không biết là tao nên kêu ổng là ông hay là bà đây. Là sao? Trên thì ông, dưới thì bà. Là sao không hiểu? Cái quần lực của bà Bảy. Thì soi quần áo thì quần áo nó bay qua rào, rào này rào nọ. Soi vậy là cũng là tốt hết cỡ rồi. Miễn có quần bận thôi phải không? Miễn có áo mặc thôi phải không? Thì vậy cũng được rồi. Ha, mày soi vụ đó hay quá. Kệ, coi như ông chấp nhận nó đỡ đi. Còn vụ gà đây mày soi cái kiểu gì mày soi. Gà của tao chạy qua nhà bà Bảy. Gà bà Bảy chạy qua nhà tao, còn gà của ông này chạy qua nhà mày hết trơn là sao? Thì cái chuyện đó thì nó hơi bị lộn xộn, tại đang lo sắp xếp chuyện đại sự nên hơi lộn xộn xíu. Nhưng mà gà của chú Mười qua nhà của con thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Tại vì trước sau gì con với lại chú Mười cũng là người một nhà rồi. Nhà gì mày ông có nội tao hả? Ông có nội cái gì ba? Con là con rể của ba. Ông có nội gì? Lát nữa đây nè, là con sẽ qua con cầu hôn em Ngọ. Em Ngọ sẽ là vợ của con, là con sẽ là con rể của ba. Chúng ta là người một nhà hết. Thì đàn gà ở trong nhà ai cũng được, có gì đâu. Ngọ nói đúng rồi nghe. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà tao chịu thôi, nhưng không biết gái tao có chịu không. Trời ơi, chắc chắn chịu 100%. Tại vì nguyên một cái xóm này á, ngoài con ế ra không ai khác là ngoài em Ngọ ế. Mà con qua cầu hôn thì chắc chắn là em Ngọ sẽ đồng ý liền. Nếu con không cầu hôn thì không biết ai sẽ là người lấy em Ngọ. Em Ngọ sẽ ế suốt đời. Có lý luôn. Đúng không? Hay quá. Nè, anh nói cái gì đó? Quát cái gì căng vậy? Cái gì vậy con? Cắm trời đi. Bữa nay con phải cho cái thằng khùng này nó biết tay mới được. Con, bỏ vũ khí xuống đi con. Trời đất ơi, mày làm cái gì vậy? Làm gì đâu. Nè, nói cho rõ ràng con, sao tự nhiên mà làm gì? Anh còn chối nữa hả? Tôi hỏi anh, ai cho anh vẽ bậy lên phòng của tôi? Rồi đây nữa, nè, cái này là cái gì? Ai cho nhét nó vô gối của tôi vậy hả? Hả? Là cái gì vậy? Biết ai không? Đây nè, tía em kêu anh làm vậy là bùa để mà giải kiếp ế. Ý của tía. Tía, nhưng mà con có ế đâu. Thôi đây nè, tao nói mày nghe nè, ế thì nó cũng là ế rồi. Mày qua mày nói với chuyện với tía, già tía mày đi, già tía mày bày vô đó đó, ha. Đó, vô nói đi. Mày rảnh quá hả? Tía thôi, cái gì con mệt tía ghê luôn á. Con có ế đâu chứ mà tía bày ra mấy cái trò gì kỳ cục quá à. Ế sao không ế? Ở trong xóm này em ế anh ế nữa. Dạ. Nên bây giờ nè, anh sẽ giải kiếp ế. Em đồng ý lên làm chồng được chứ? Ngọ à, em hãy đồng ý lên làm... Ê, rồi, cái gì vậy? Vụ gì căng thẳng mày vậy? Bình tĩnh coi. Khùng hả? Thôi nè, tao thấy bây giờ nè, ông nói chuyện với con gái ông đi. Chứ tôi thấy thằng này nó ba trợn chút xíu vậy thôi chứ còn tôi thấy được á. Đành rằng vậy này. Cưới luôn đi để tao sắp xếp. Rồi tao còn đi đám cưới chứ bây giờ tao thèm nhậu lắm rồi mày. Chú Chính. Được thảy rồi con. Chú Chính còn nói đúng á. Trời ơi, nó cũng cao ráo, nó cũng đẹp trai, nó có râu ria. Con thấy không? Kia thấy là hai đứa xứng lắm đó. Thôi cho con xin đi. Tí muốn con lấy chồng đúng không? Bây giờ con đi lấy chồng nè. Đó, thấy chưa? Bùa đã có hiệu nghiệm rồi. Hay quá, em lấy anh làm chồng đúng không hả? Khùng. Cái gì hoài vậy? Alo, em nghe nè. Hả? Ba mẹ anh tới luôn á. Rồi, vậy chờ em xíu nha. Em về liền. Trời ơi, tía ơi chết rồi. Tía, về nhà nhanh tía, có khách. Khoan gì vậy? Khoan về, em chưa trả lời anh mà. Em có đồng ý để anh làm chồng không? Ngọ ơi, em có đồng ý để anh làm chồng chú Chính rồi, chắc không. Con mới được với chú Chính. Cái gì vậy? Con ơi, con thì thấy cũng được mà. Nó thấy cũng được mà. Con một cái đi rồi về. Trời ơi. Cái gì vậy? Mày vừa phải mày? Con tức quá mà. Bây giờ con nói tía nè, bây giờ con lấy chồng. Bây giờ nhà trai người ta qua, người ta mang sánh lễ tới rồi. Tía đi về nhà liền đi. Ủa nhà trai nào nữa? Anh nhà trai mà còn nhà trai nào nữa? Tôi nè, bây giờ tôi đi lấy chồng nên tôi không có ế như ông nữa. Còn ông á, cứ giữ cái ế bền vững của ông đi cho nó bề thế ha. Thôi con đi về đi tía, tía nhanh nha tía. Gá thật nó đúng đó. Ủa dạ gá,
Ủa vậy là em vẫn giữ kiếp ế cho nó bề thế, cúng nhân độ thế vậy thôi hả? Nè đó, nó thẳng ra mày xem bây giờ mày có ế để giữ cho nó cái kiếp ế đặt cho nó bề thế thì là chuyện của mày. Còn mày vẫn phải giải quyết cái vụ bày gà của tao. Biết rồi.